dê, dê nướng à, dê nướng hương vị quê hương, dê nướng hương vị quê, củ tỏi nữa, củ tỏi với lại quả đậu đậu bắp nữa. Mình mà được ăn dê nướng lò này đâu phải dễ. Dê nướng lò. Có dê nướng lò. Ta đút lò ở đây mình nướng lò. Bà Lai sắp Noel, Christmas là người dê nướng. Và thơm quá. Dê nướng mà ăn với lại rau bắp đây, rau chua, rau tí tô, với lại rau đỏ. Đây mục đại ca, mục đại ca sao chú nhậu dê bên Mỹ sao chú? Rồi nâng ly luôn. Hết chai luôn. Rượu đỏ ăn dê nướng là số 1 rồi. Đây một thau thịt dê. Củ tỏi này cháy đi quá. Tỏi, tỏi nướng nha. Đậu bắp nướng, tỏi nướng. Món quê hương, món dân dã. Corona nè. Corona extra. Dê nướng. Bò nó nè. Ờ được rồi Vinh ơi. Nhậu đi. Đèn chứ trời ơi. Trời sáng mà ngồi xuống. Đây một tay làm dê. Nay làm nguyên đùi dê làm sao hả Vinh? Dạ. Nói cảm nghĩ làm đùi dê làm sao? Qua Mỹ làm đùi dê làm sao? Đùi dê ở đây nó to. Dê sâu lên đây. Dê Mỹ to hơn dê Việt Nam. Mềm. Mềm mại. Mềm hả? Cái này là nuôi tại Mỹ đó. Còn nếu là con dê Việt Nam thì không có mềm nổi. Yeah. Wow, đường này ngon quá trời vậy. Nhìn hả? Tôi dùng mà hết mềm nè. Có nhiều mềm. Nó cỡ nhau rừng là mình thấy. Mềm ơi là mềm. Cô lý. Đã ra ngồi bình luận thì người phải đặt ra vấn đề là do thời tiết, người nói nó đủ đồ ăn, con nghĩ nó không có chạy, đủ thức ăn, tại vì nó dư thức ăn nó đâu có chạy vòng vòng đâu, ai dí nó đâu, đâu ai đuổi nó đâu, cho nên nó đâu có chạy, nó không chạy, nó đâu có hoạt động gì nhiều đâu, cho nó mềm. Từ con đó mình thấy con gà, heo, bò. Bắt mấy con thiên nhiên mà mềm